Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng 1001 Game. Hôm nay, chúng ta hãy cùng chơi phiên bản demo của trò chơi Xenomon nhé. Chào mừng cháu. Chú xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt, nhưng chú đã nhờ Irene chăm sóc cháu. Nếu cháu đang tìm việc gì đó để làm, hãy nói chuyện với cô ấy. Cô ấy sẽ giúp cháu bắt đầu. Hòn đảo này không lớn lắm, nhưng chú biết cháu có thể mang nó về thời kỳ huy hoàng như cũ và trở lại với Ủy ban Khoa học Đột phá. Chú Victor của cháu. Ồ, xin chào. Cô thực sự vui mừng khi cuối cùng đã được gặp cháu. Thật đó, chỉ có cô và khoảng hàng triệu con chuột trên hòn đảo này trong khoảng thời gian cô không biết là bao lâu nữa. Cô là Irene. Chắc là trong di chúc chú Victor đã nói với cháu về cô rồi đúng không? Vậy thì tốt. Tiện thể cô rất tiếc về chú Victor. Chú ấy đã qua đời khi làm việc mà mình yêu thích, làm khoa học. Đây, chú ấy nhờ cô đưa cho cháu vật này. Chú ấy muốn cháu sử dụng nó để xây một phòng thí nghiệm cho riêng mình. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo của kiểu dáng và công năng. Bây giờ hãy sử dụng phòng thí nghiệm nhé. Nhiệm vụ đầu tiên của cháu là bắt 3 con chuột. Nếu gặp khó khăn, hãy sử dụng máy quét để tìm chúng. Cháu bắt được chuột rồi à? Chúng là những con vật đẹp đẽ, cháu biết đó, đẹp như chuột. Giờ cháu đã có những con chuột này, chúng ta làm gì nhỉ? Đúng vậy, chúng ta có thể ăn chúng, nhưng cô đang trong chế độ giảm cân ít chuột. Cô đùa thôi. Cô biết, vậy chúng ta sẽ lấy mẫu DNA của chúng nhé. Cháu cần máy tách DNA và máy ghép phôi. Sau khi hoàn thành các nghiên cứu cần thiết, hãy chuyển sang chế độ xây dựng và lắp đặt hai loại máy trong phòng thí nghiệm của cháu nhé. Xong rồi à, nhanh đó. Vậy hãy tách mẫu DNA của mấy con chuột đó và ghép phôi cho chúng nhé. Hiển nhiên, cháu không thể làm điều đó nếu thiếu phôi người rồi. Cô đã để một mẫu phôi trong ba lô của cháu đó.
Thực ra tách mẫu DNA khá đơn giản. Cháu chỉ cần cho một loài động vật vào máy, bật nó lên và bùm. Như phép thuật vậy, cháu đã có DNA. Và đừng lo, mấy con vật không thấy đau đâu. Được rồi, thực ra thì quá trình khá đau đớn đó, nhưng chỉ là trong một thời gian rất ngắn thôi. Và đừng nhìn vào mắt nó. Không bao giờ nhìn vào mắt nó. Nhìn mẫu DNA được ghép phôi này, giờ cháu có thể tạo ra một thực thể người chuột mà chúng ta gọi là Xenomon. Cô thấy vẻ mặt của cháu rồi, đừng lo. Chúng ta đang cách quốc gia gần nhất những 400 dặm cơ. Dù sao thì, tiếp theo chúng ta cần nghiên cứu và lắp ráp máy ấp Xenomon và buồng Xenomon. Tuyệt vời ông mặt trời, giờ thì chúng ta có thể xóa nhòa ranh giới giữa động vật và người rồi. Hãy tăng dân số hòn đảo này lên nhỉ. Bắt đầu sự sống của người chuột bằng cách cho phôi vào máy ấp.
Thật tuyệt, nhìn nó xem, sự hiện diện của nó chính là sự phá vỡ quy luật tự nhiên. Cháu có đoán được chúng ta làm gì tiếp theo với sinh vật ghê tởm này không? Chúng ta đăng ký cho nó vào đấu trường của hòn đảo để kiếm giải thưởng và tiền. Cháu có thể làm điều này bằng cách sử dụng trực thăng thám hiểm, Xenomon đầu tiên của cháu đó. Chúng vừa ghê rợn vừa đáng kinh ngạc phải không? Xenomon là những sinh vật bạo lực tham gia vào các trận đấu hoàn toàn bằng bản năng. Cho chúng giải tỏa điều đó vào những con Xenomon khác hơn là làm điều đó với chúng ta phải không? Lên trực thăng đi. Vậy là chúng ta đã có con Xenomon đầu tiên. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tạo ra người rơi chuột. Nghe rất lạ phải không? Đừng quên bấm theo dõi kênh 1001 Game, thích, chia sẻ và bình luận về video này bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.